Hello mọi người, lại là mình, Bố Bí Kinh nè. Chúc mọi người một ngày cuối tuần nghỉ lễ thật là vui vẻ nha. Mà các bạn đừng có để ý nhân vật của mình, mà để ý phía sau nè, rất là đông luôn mọi người. Hôm nay là ngày mà các bạn sẽ nhận được một chiếc xe Hello Kitty dễ thương miễn phí luôn nha mọi người ơi. Và để mình tới mình xem cho mọi người xem. Đây, mọi người tập trung trước rất là đông luôn. Và cũng chưa tới giờ nhận đâu nha mọi người, do mà dậy sớm đi đạo không ấu đó các bạn. Và đây là chiếc xe mà một xíu nữa mọi người sẽ nhận được, tất cả mọi người đều nhận được nha, miễn phí mà. Còn hôm nay á, mọi người nhớ đi đào kho báu của Trương Mỹ Lan nha. Trời đất ơi, lên thuyền mọi người ơi. Đồ kho báu này á thì là một bộ đồ rất là vô tri, nhất là cái mũ nha mọi người. Nhìn rất là vô tri, nhìn giống cái ảnh thờ di động với mọi người ơi. Bộ đồ nha, hình như bộ đồ này thuộc dạng là cũng của nữ luôn đó mọi người. Rồi, ok, thì mình sẽ đi đào một xíu, xong rồi mình sẽ quay trở lại nếu mà kịp thời gian nhận xe nha mọi người ơi. Còn hơn nửa tiếng nữa thì mới nhận được xe lặn. Nhưng mà nãy giờ mọi người đừng có để ý khuôn mặt của mình nha. Trời ơi, nhìn nó ghê quá à. Và mình quyết định qua bên Đông Á để đi đào kho báu cho mọi người ơi. Ở Việt Nam á thì nhiều hát lắm. Đi đào thôi. À, mình thấy một bạn này da xanh nhưng mà đẹp hơn mình nha. Qua Đông Á thì mình thấy rương lên quá trời luôn nha mọi người ơi. Nhưng mà không phải là của mình. Ui, Phượng Huỳnh dậy rồi nè mọi người. Xem thử là mình và Phượng Huỳnh ai sẽ đi đào được cái rương trước nha. U là trời, không thay đồ á, cái đồ này đẹp mà mọi người. Tại sao ra rương anh, trời đất ơi. Khoan, có một bạn tay lê mình đào được cái mũ rồi nè mọi người. Trời ơi, trông không khác gì cả ảnh tờ di động luôn. Và mình đã đào được kho báu của Trương Mỹ Lan rồi nè mọi người ơi. Tới đây chia nè, tới đây mình chia nè. Trời ơi, 673 tỷ mọi người. Rồi lấy cái sẻng cam để mà đào cho nhanh ha. Trời ơi, nhả vía cho mọi người ra rương vàng nha mọi người ơi. Nhớ qua bên Đông Á thì anh nghĩ sẽ dễ đào hơn ấy. Nhả vía nha. Ganh tị thật á, Phượng Huỳnh chưa có ra nha mọi người. Vậy là mình đào cái rương vàng trước Phượng Huỳnh rồi nha. Để xem nữa, xíu mọi người có qua kênh Phượng Huỳnh xem thử Phượng Huỳnh có đào được cái rương nào không ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhả dí cho mọi người cười cực mạnh luôn nha mọi người. Có kho báu rồi, mình tìm được kho báu rồi các bạn. Kho báu Trương Mỹ Lan rồi. Ra gì đây mọi người ơi, ra gì đây, ra gì đây, ra gì đây. Ra gì đây, giàu rồi các bạn ơi, giàu rồi, giàu rồi. 673 tỷ ha. 673 tỷ, ra gì đây. 297 tiền sao. Một ra được bộ đồ các bạn ơi, bộ đồ đẹp nha, chứ ra cái mũ là mình nghĩ là giống ảnh thờ lắm luôn á. Ra cái mũ là ok, ra bộ đồ là ok rồi các bạn ơi. Ra bộ đồ. À, quên. Ra 673 tỷ chứ mọi người, ý quên mọi người ơi. Và Phượng Huỳnh cũng lên rương rồi kìa mọi người. Yeah. Vậy là hai tụi mình đã có rương luôn rồi nha các bạn. Để xem là Phượng Huỳnh sẽ đào ra kho báu 673 tỷ hay không đây. Chia đi mọi người ơi. Bạn nào muốn xem Phượng Huỳnh ra cái gì thì nhớ qua kênh Phượng Huỳnh xem nha. Và đi lấy xe mọi người ơi. Và hôm nay cũng là ngày mà mình nhận được 10 kim cương luôn nè. Trong đóng dấu hàng ngày. Rồi nhận một mình thì không có vui đâu. Để mình rủ nha. Rủ thêm vài người bạn chạy qua nha mọi người ơi. Phượng Huỳnh nè. Rồi rủ qua nha mọi người. Rủ qua nha. Rồi xe mới mọi người ơi, ngày thứ 28 cũng là ngày cuối cùng để hết cái sự kiện này luôn nha mọi người ơi. Chạy lên trên đây nha. Và chúng ta sẽ nhận được một chiếc xe trong ngày hôm nay, duy nhất trong ngày hôm nay luôn nha mọi người ơi. Ai không nhận trong ngày hôm nay thì qua ngày mai các bạn sẽ không nhận được đâu ha. Nhận thôi. Một xe máy Hello Kitty nha. Và nó chỉ là nền luxury thôi nha mọi người. Để xem là tốc độ là như thế nào nha. Để xem. Và đây là tốc độ của nó nha mọi người ơi. Và chỉ có một chỗ thôi, tốc độ 8. Tốc độ 8 là cũng nhanh đó mọi người nhờ. Tốc độ 8 nha. Tương đương với cái xe này không ta. Cái xe cảnh sát là tốc độ 9 nha. Còn cái này là tốc độ 8 nha mọi người. Tốc độ 8. Vậy là nó cũng không nhanh lắm đâu mọi người ơi. Đây, một chiếc xe Hello Kitty. Và nó sáng vào ban đêm nha mọi người ơi. Nó chỉ sáng cái đầu Hello Kitty với cái đèn thôi ha. Trời ơi. Nhẵn nha mọi người ơi. Và ban đêm thì nó đâu rồi, nguyên một đội hình Hello Kitty dàn hàng ra nè.
Đây là chiếc xe mà các bạn nhận rất là dễ thương luôn nha, dành cho những bạn nữ rất là thích luôn đúng không? Vô nhận liền nha mọi người, chỉ duy nhất vào ngày hôm nay thôi. Rồi, và tiếp tục là để mình nhận phần thưởng may mắn ở trong đây, để mình mở cái hộp kim cương may mắn xem thử là bao nhiêu kim cương nha mọi người ơi. Với lại là mở hộp miễn phí trong ngày hôm nay nha. Hộp miễn phí là hôm nay là có cái đồ xe đó mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhận được 7 kim cương nè. Hộp này bao nhiêu kim cương đấy mọi người? 7 kim cương nha, hình như cái hộp đó mở quá lắm là 7 kim cương thôi. Các bạn nào mở hơn không? Hộp tò mò, 300 tiền sao thôi vậy ta. Bình thường thì mở rất là nhiều luôn á. Cái hộp tò mò đó mà các bạn mở là hồi bữa mình mở được 30 kim cương luôn đó nha. Rồi các bạn vô nhận sẻn rồi là chuẩn bị đi đào kho máu của Trương Mỹ Lan luôn nè. Nếu bạn nào thiếu sẻn nha. Rồi nhận được hộp quà. Xong đó thì bây giờ thì mình sẽ vô mình mở hộp miễn phí cho mọi người. Hôm nay thì cũng không có đồ mới nha. Đây hộp miễn phí, bốc thăm thợ máy nhỏ nha mọi người. Mở thôi mở thôi. Hộp miễn phí. Ra một cái bàn nè, ra một cái xe này nữa là xịn nha mọi người. Một cái mũ, mà cái mũ này mình có rồi, hình như mình bộ đồ mình chưa có. Rồi, ra đôi dép luôn nhưng mà vẫn không có bộ đồ. Bạn nào mà chưa mà có hộp đó thì nhớ vô mở nha mọi người. Và ra cái thuyền này là mình bắt đầu đi tìm kho báu luôn nè. Rồi luôn, ra cái bảng Play Together luôn mọi người ơi. Và mình đang có sở hữu 10 vé coupon này các bạn, đợi cập nhật sắp tới nha. Chỉ còn mấy ngày nữa là cập nhật rồi nha mọi người ơi. Và sự kiện Hello Kitty hôm nay thì cũng hết nha. Trời ơi, nguyên một vàng. Rất là xinh xắn luôn nè mọi người ơi. Nguyên một vàng luôn, nguyên một vàng xếp đồ hình nguyên một vàng luôn nè. Rồi, để mình mở, mình kiếm bet nha mọi người ơi. Mình kiếm bet, mình còn thiếu bet may mắn nữa. Không phải, mình còn... Và hiện tại mình đang có 1000 xu các bạn ơi. Tiếp tục quay để kiếm trứng nha mọi người. Mình đang còn thiếu hai con ánh sáng nữa ha. Một xíu mình chưa về mình sẽ nở thêm nữa nha mọi người. Rồi số 6, 2, 4, 5 rồi qua cái xúc sắc luôn rồi. Không biết là tới giờ này thì mọi người đã full hết đồ trong cái sự kiện quay xúc sắc này chưa. Ôi được vé coupon xịn sò nè mọi người. Vô kiếm vé coupon luôn ha. Số 5, 1, 2, 3, 4, 5 hình như là tới 100 tiền sao à. 100 tiền sao đấy nha. Lại là số 6, 2, 4, 6. Ui, ra hộp các bạn ơi. Rồi, ra cái chuồng nuôi thú cưng cũng được. Rồi, ra đôi dép luôn mọi người ơi. Tiếp tục là số 1. Quay cái này xong thì coi còn thời gian thì mình sẽ đi đào kho báu nha. Còn thôi thì tối nay mình live mình đi đào kho báu với mọi người. Nhớ xem live stream của mình lúc 7 giờ tối mỗi ngày nha mọi người ơi. Số 5, 2, 4, 5, 1 kim cương nha. Cũng kiếm được kim cương trong đây nữa nha mọi người. Số 5 nữa nè, 2, 4, lại tiền sao. Số 2 hoặc là số 1 hoặc là số 6. Ôi số 2 thiệt mọi người. Số 2. Ui bộ đồ, cái bộ đồ này khá là thích luôn á. Mình có 3 cái luôn rồi. Số 3, 1 2 3. Ui, mình lại được vé coupon nữa mọi người ơi, phải được 2 vé coupon à. Một vé coupon như vậy là tương đương với lại là 20 mấy kim cương, gần 30 kim cương nha mọi người. Một quả trứng nữa nè mọi người ơi, kim cương nữa nè. Nếu mà các bạn xuyên xuyên á, thì hãy đi thu thập những cái này nhiều lên nha. Những quả xúc sắc số 1. Rồi không biết là sự kiện sắp tới là sẽ là sự kiện gì đâu mọi người ơi. Có gì thì mình sẽ tiết lộ cho mọi người sau nha. Ra 100 tiền sao, nhớ đăng ký kênh và theo dõi nha mọi người. Số 5. Ôi qua tiền sao luôn rồi. Hôm nay mở hơi bị ít trứng nha. Số 1 ra kim cương nè. Rồi mình cần số 3 hoặc là số 6. Ui ra một kim cương nữa nha mọi người. Và tiếp tục là bao nhiêu đây? Số 5, 2, 4, trời nó qua cái vé coupon của mình rồi. Không thôi là được thêm một vé coupon đó mọi người. Số 5. Rồi được 3 vé chơi game đó ha. Số 5 nữa. Rồi mình được một cái hộp mọi người ơi. Mở ra sẽ là gì đây? Vợt các bạn ơi, một cái vợt VIP nha. Vợt tinh linh, cái vợt này thì mình mở ra khá là nhiều rồi, 4-5 cái vợt luôn rồi. Nếu như bạn nào mà giờ này còn chưa có nữa thì rất là ít đi đập đá luôn đúng không? Rồi, được mấy chơi game đấy nè mọi người ơi. Và mình còn được tầm 4 lượt quay nữa. Rồi, quay tới lượt trừ 1 cũng như là coi là không quay luôn. Được 3 vé chơi game nữa ha. Rồi, số 2 mọi người, được một quả trứng nữa, yeah. Rồi, số mấy nữa đây? Số 3. 1, 2, 3, 1 kim cương đấy ha. Rồi, lượt quay cuối cùng của mình nè mọi người. Yeah, được một trứng đó nha mọi người ơi.
Vậy là hôm nay mình tổng cộng, ôi dễ thương không mọi người ơi, 4 bạn, 5 bạn có 5 chiếc xe Hello Kitty xếp hàng rất là dễ thương luôn ha. Rồi ngày hôm nay thì mình được bao nhiêu quả trứng nha? 5 quả trứng nha mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ về mình nở trứng cho mọi người xem ha. Ok, mình nêu mình được mấy quả đó, về mở sẽ như thế nào đây. Rồi, bếp của mình đang đi tắm luôn nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho về mình nở trứng nha. Rắc, hồi nãy mình quên mặc cái bộ đồ kho báu cho mọi người xem rồi. Đây, bộ đồ kho báu các bạn ơi. Một cái áo rất là dễ thương luôn nha. Mặc vô luôn cho mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nở 3 quả trứng này, xem thử là có quả trứng nào ánh sáng hay không đây nha mọi người. Rồi quả trứng đầu tiên các bạn ơi. Quả trứng đầu tiên ra gì đây? Ra gì đây mọi người, ra gì đây mọi người, ra gì đây? Màu xanh nha mọi người ơi. Mình cần màu vàng. Màu vàng đi, màu vàng đi, màu vàng đi mọi người ơi, màu vàng đi mọi người. Mình còn thiếu 2 màu vàng nữa. Rồi ra màu trắng, lóc luôn. Một quả cuối cùng trong ngày hôm nay nha mọi người nha. Lại là lóc gió các bạn ơi. Trời đất ơi, vậy là hai ra hai con gió một con nước nha. Rồi, và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye bye. Nhớ vô nhận xe cho mọi người.